chơi đầu tiên là chính là trò chơi của lời nhắn xanh đẹp đỏ. Tụi mình được một người đó. Rồi là mặc áo có số nha mọi người. Đó, đó. Thì còn đâu nè. Anh còn cho, Ok, sẽ có hai cam. Đúng rồi, mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Sẽ có hai cam mọi người. Ok, chuẩn bị, trò chơi. Đèn xanh, đèn đỏ, chính thức. Ok mọi người ơi, thì trò chơi tiếp theo chính là tóc kẹo. Anh à, hello không? Hello cả kia kia. Ok thì mình sẽ đợi anh áo hồng đưa kẹo cho mình nha mọi người. Anh áo hồng có thể đưa mình kẹo trái tim nữa. Vừa cam nằm không mọi người? Give me. Ủa đang có chuyện gì? Tại sao không đưa cho tôi chị? Tại sao vậy? Ok, lát nữa cùng mở đồng loạt nha. Ok, đây. Mình được cái này, mình không biết là cái gì mọi người. Mình bị che mọi người. Đây là cái kim nè mọi người. Kim đây, lấy sẵn qua luôn nha. Đây là cái kim để tắt kẹo á. Đây, đi đi đi. Đây, để cho mọi người nha. Ok, cho mọi người về nha. Trong game thì mình nghĩ nó khôi, cái này nó ướt lắm luôn á. Mình đưa mình ăn thử một cái
tên được. Mẹ xin mi chơi kiểu dùng búa đập. Xin có mỗi một mình thôi. Mấy cái ông mà chỉ đang đục đục đồ á, đục đồ á. Có mỗi một mình là chơi đúng luật thôi bạn, mình còn tắt từng miếng từng miếng. Khổ quá, không có làm được hả? Bây giờ mấy bạn nghĩ là tôi là con hoa, tôi khó thế nào các bạn? Sắp không xin đi. Đây hả? Bà không? Đẹp quá. Mình cắn luôn được không vậy? Mình xin mi bữa ấy. Nào. Đó, con nhát mệt nhờ. Nó bị ngu bắt quá. Nó bị to quá luôn. Rồi. Ồ. Đồ yes. Còn cái tam giác là xong rồi mọi người. Cái tam giác này không có cắn được nó méo hình của mình. Dạ. Yeah. Ok. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ủa, sinh năng rồi nha. Ui, đúng là tắt này mình khó được mà, nó không kim được mà khó quá à. Nó mệt. Em Phong chắc ngày mai nó tới xem. Em không biết nữa. À. Đây. Cái này không cho người đứng nhìn thôi. Không cho, không cho bất lực. Ôi, em đứng nhìn Phong hết vậy? Không làm gì người ta nhìn gì hết vậy? Miễn trời đừng nhìn em như thế chứ em sợ lắm miễn trời. Ok. Mình nghĩ là người xong đầu tiên mọi người. Sao trong cái game nhìn tắt vậy em, sao mình tắt khó vậy? Xong. Xong rồi em. Xong rồi, bỏ trò ơi, xong rồi từ bắt mày ra. Đây. Ua. Một trái tim hồng tươi. Check qua được chưa? Chuẩn chưa? Gật đầu này được rồi. Sao mẹ luôn. Ok, gật đầu rồi coi. Ủa không xong chưa? Xong rồi. Ủa, Ủa xong sao kia vậy? Tôi chưa xong vậy. Tôi xong từ lâu rồi. Không, tôi xong từ lâu rồi nhưng mà chẳng qua là tôi ngồi tôi chờ Sam thôi. Cái đồ không biết cái mặt của ai trước nên là tôi trước rồi đó. À, trái tim của Sam đã xong. Ok, trò này. Các bạn đừng quên là mình thắng hay không thắng được quên cơ mình nha. Ok. Yeah. Rồi giờ quay thì anh Quảng Trò sẽ là người xét xử thôi, nên không thể nào tham gia để chơi cỏ con được. Đây là anh Quảng Trò qua đội em, anh Quảng Trò. Thì đó, bây giờ là hai mình sẽ một đội, Phong cần sẽ một đội. Ok, người nào thua sẽ bị anh Quảng Trò. Ba người quá trời luôn rồi. Đánh đầu. Tôi không sợ, hai bà sợ. Ok, chúng ta cùng tôi chắc hai đó. Ok, bắt đầu trò chơi nào. Ok. Anh Quảng Trò đứng giữa rất là dễ thương, đó sẽ ok, rồi chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị nha, từ từ. Rồi nha. Đưa tay sang á, bóng này giúp mà. Ok, uống nước thôi. Rồi, chuẩn bị, nó làm sao không? Đó, ok. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Sợ. 1 2 2 rưỡi. Là chưa thấy tròn. Gõ một cái được. Thôi rồi, không có chấp hai.
hai là phải gõ hai cái. Cái trò này nó không nghe công bằng thế nào hết. Rồi từ ai tụi yêu. Cái trò này là mình bị đập liên tục đúng mọi người. Đấy, tính ra là cuối trận luôn ấy. Tính ra nếu mà tính điểm nha, mình là người thắng hai trò. Simi thua đâu rồi. Không cần thắng một trò gọi là gì đó. Cô cô. Vậy tính ra là người đứng đầu tiên là mình. Không cần gì. Nếu mình đứng theo giải không? Đứng theo giải nó. Nhất nè. À quên nhất là nhất đứng đây, nhất đứng đây. Đứng đây. Nhất nhì nè. Nhất nhì chốt. Chốt. Anh còn trò đúng không? Anh còn trò ok đâu. Cho anh còn trò đúng đây mọi người. Đó, trời ơi, trời đó. Yeah, ok mọi người, đây là trò Squid Game ngoài đời của tụi mình. Các bạn thấy thế nào? Đừng quên comment bây giờ sao biết nha. Đó, để các bạn thích xem với là mọi người làm thêm nhiều trò Squid Game không nữa. Đừng quên comment bây giờ nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng làm gì đây? Đánh quả cho. Trời.